Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Channel trong khung giờ quen thuộc 7 giờ tối các ngày và trong Max Daily ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5. Hãy cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trong hình ảnh thư mời sự kiện được đăng tải trên Weibo, Phó Chủ tịch tập đoàn Lenovo Trang Cheng cho biết sẽ ra mắt mẫu smartphone Z5 tại một sự kiện diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày 5 tháng 6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông không đề cập nhiều đến thông số, nhưng nhấn mạnh smartphone mới sẽ có thiết kế màn hình viền mỏng với diện tích hiển thị chiếm tới 95%. Không những thế thì Z5 có thể là smartphone đầu tiên trên thế giới có bộ nhớ trong lên tới 4TB, cao hơn rất nhiều so với không chỉ điện thoại mà cả trên máy tính bảng, laptop. Và để dễ hình dung thì không gian nhớ này có thể lưu trữ 1 triệu bức ảnh, 12.000 phim HD và 15.000 bản nhạc lossless. Smartphone của Lenovo cũng có mặt của Viên cho thời gian chờ lên tới 45 ngày và theo ông Cheng, ngay khi cả pin về 0%, người dùng vẫn có thể trò chuyện thêm khoảng 30 phút nữa trước khi máy tắt hẳn. Trước đó thì ông Cheng cũng chia sẻ về Z5, nhấn mạnh Z5 được tích hợp 4 công nghệ mang tính đột phá và 18 công nghệ đã cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên thì ông vẫn chưa đề cập đến thông số kỹ thuật của chiếc smartphone này và theo dự đoán máy sẽ được chạy vi xử lý Snapdragon 845 với RAM 6 hoặc là 4GB và hệ điều hành Android Oreo cùng với giao diện ZUI. Các chuyên gia phân tích cho biết Apple sẽ tung ra 3 phiên bản iPhone vào tháng 9 tới đây, bao gồm 2 phiên bản cao cấp thuộc dòng X và 1 phiên bản giá rẻ với tên gọi là iPhone 8S hoặc là iPhone 9. Ngay lập tức thì một số chuyên gia đồ họa đã chia sẻ hình dung của họ về 3 màu sắc mới của chiếc iPhone 8S. Theo đó thì iPhone 8S sẽ có thể sử dụng vỏ màu rực rỡ, dù vẫn sử dụng vỏ kim loại nên sẽ tỏ ra tương đồng với một chiếc iPhone 5C phóng lớn để hướng đến khách hàng trẻ cũng như là tạo ra sự mới mẻ, khác biệt so với dòng X. Được biết thì trừ iPhone 5C, các dòng iPhone khác không có nhiều lựa chọn về màu và các màu cũng không rực rỡ. Việc bổ sung màu mới cho iPhone 8S sẽ là động lực để thúc đẩy doanh số của các phiên bản iPhone được cho là có giá khởi điểm chỉ tầm $600. Bên cạnh đó thì tuần này, các nguồn tin từ chuỗi cung ứng ở Đài Loan cũng tiết lộ Apple đang thay đổi kế hoạch và sẽ trang bị màn hình OLED trên cả 3 mẫu điện thoại sẽ ra mắt vào năm 2018 này. Tức là iPhone 8S cũng dùng công nghệ màn hình mới thay vì là LCD như các tin đồn trước đây. Mới đây thì một đoạn video hơn 10 giây mô tả về một smartphone Samsung chưa ra mắt chính thức vừa xuất hiện trên Internet. Theo các thông tin có được thì đây có thể là phiên bản thu nhỏ của chiếc model cao cấp Galaxy S9 và mang tên là S9 Mini. Nếu mặt trước vẫn là thiết kế màn hình tràn viền thì ở phía sau, S9 Mini lại tạo ra chú ý khi có thiết kế làm liên tưởng với mặt lưng của iPhone X. Cụm camera kép không nằm ở chính giữa như hầu hết các mẫu Galaxy mà lại đi sang sát mép bên trái. Nó cũng được đặt gồ lên nhiều so với lưng của máy. Kết hợp với mặt lưng kính đen bóng, model mới của Samsung là liên tưởng tới sản phẩm của đối thủ Apple. Thông số của cụm camera này thì chưa rõ. Về các thông số kỹ thuật xử lý khác thì Galaxy S9 Mini được cho có màn hình 5.8 inch với độ phân giải Quad HD cộng 1440x2960 pixel ngang ngửa với Galaxy S9 nhưng cấu hình thì sẽ thấp hơn. Với vi xử lý tầm trung Snapdragon 660 đi kèm với 2 tùy chọn RAM hoặc 4 hoặc 6GB, máy cũng được trang bị trợ lý ảo Bixby và cảm biến vân tay nằm ở mặt lưng. Nhiều khả năng thì Samsung sẽ không phân phối chiếc điện thoại này tại nước ta. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Max Channel. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay đóng góp gì thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Max Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Max Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Max Mobile nhé.